Cô chào tất cả các con. Cô rất vui khi lại được đồng hành cùng các con trong tiết kể chuyện tuần 23. Các con thân mến, ở tiết học trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về bài tập đọc Bác Sĩ Sói. Các con có thích câu chuyện này không nào? À, vậy hôm nay cô và các con sẽ cùng nhau kể lại câu chuyện này nhé. Sau tiết học này, Cô mong muốn các con có thể dựa vào tranh kể lại từng đoạn câu chuyện bác sĩ sói, kể chuyện tự nhiên, có giọng điệu phù hợp với nội dung của câu chuyện. Đầu tiên, cô sẽ giúp cho các con dựa vào tranh kể lại từng đoạn câu chuyện bác sĩ sói. Cô mời các con quan sát bốn bức tranh. Các con hãy suy nghĩ và cho cô biết nội dung của bốn bức tranh này là gì? cô trò chúng mình cùng tìm hiểu nội dung của từng bức tranh nhé. Các con hãy quan sát bức tranh thứ nhất và cho cô biết bức tranh vẽ cảnh gì nào. À, đúng rồi, bức tranh 1 vẽ chú ngựa đang gậm cỏ, còn sói đang giỏ dãi vì thèm thịt ngựa. Các con có biết vì sao sói lại thèm giỏ dãi không? Vì sói muốn ăn thịt ngựa lắm rồi, nhưng lại sợ ngựa chạy mất nên không dám đến gần ngựa đấy. Và đây là bức tranh số 2. Trong bức tranh này, các con thấy sói đã thay đổi hình dạng như thế nào? À, trong bức tranh này, sói đã thay đổi hẳn hình dạng. Sói mặc áo khoác trắng, đội mũ thêu chữ thập đỏ đeo ống nghe, đeo kính, giả làm bác sĩ. Các con có biết sói giả làm bác sĩ để làm gì không? Để tìm cách tiếp cận và ăn thịt ngựa đấy. Vậy bức tranh số 3 vẽ cảnh gì? Cô mời các con quan sát và tìm nội dung bức tranh số 3 nhé. Nội dung bức tranh số 3 là sói mon men đến gần ngựa sói ngon ngọt dụ dỗ hỏi thăm để được khám bệnh cho ngựa sói định làm gì khi giả vờ khám chân cho ngựa mục đích của sói khám chân cho ngựa là để lựa miếng đớp sâu vào đùi cho ngựa hết đường chạy còn ngựa thì sao các con nhỉ à ngựa đã biết ý đồ của sói nên đã giả bị đau và nhón nhón chân sau Nhìn vào tranh, các con có thấy rõ hành động nhón nhón chân sau chuẩn bị đá của chú ngựa không nào? Cuối cùng là bức tranh số 4. Bức tranh này vẽ cảnh gì vậy? Đúng rồi, bức tranh vẽ cảnh ngựa tung vó, đá một cú trời dáng Sói bật ngửa, bốn cẳng hùa giữa trời, mũ văng ra. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các con tìm hiểu nội dung của từng bức tranh trong câu chuyện bây giờ cô mời các con dựa vào tranh kể lại từng đoạn và toàn bộ câu chuyện trước khi kể chuyện để giúp các con kể được hay hơn cô muốn các con hãy lưu ý giọng kể của từng nhân vật với người dẫn chuyện các con phải kể với giọng vui vẻ pha chút hài hước giọng kể của ngựa phải điềm tĩnh giả bộ lễ phép cầu khẩn Giọng của sói cần phải tỏ vẻ gian xảo, nhưng giả bộ nhân từ khi đến gần ngựa, vẻ mặt mừng rỡ, đắc ý. Khi kể, các con không nhất thiết phải kể từng câu, từng chữ giống như trong sách giáo khoa mà có thể dùng lời của mình. Ngoài ra, để câu chuyện tự nhiên, sinh động hơn, chúng mình cũng có thể kết hợp với điệu bộ và cử chỉ phù hợp tiếp theo cô mời các con quan sát tranh lắng nghe cô kể lại câu chuyện một ngày nọ khi đang lang thang quanh khu rừng sói gập ngựa đang ăn cỏ nó thèm giỏ dãi toàn xông đến ăn thịt ngựa nhưng lại sợ ngựa chạy mất nó bèn kiếm một cặp kính đeo lên mắt một ống nghe cặp vào cổ một áo choàng khoác lên người và một chiếc mũ thêu chữ thập đỏ đội lên đầu xong nó khoan thai tiến về phía ngựa sói đến gần ngựa mới phát hiện ra biết là cuống lên thì chết ngựa bình tĩnh đợi xem sói dở trò gì sói đến gần ngựa giả giọng hiền lành bảo bên xóm mời ta qua khám bệnh ta đi ngang qua đây nếu cậu có bệnh ta chữa giúp cho ngựa suy nghĩ một lúc rồi lễ phép đáp cảm ơn bác sĩ cháu đau chân quá ông chữa giúp cho hết bao nhiêu tiền cháu xin chịu sói đáp chà chà chữa làm phúc tiền với nong gì đau thế nào lại đây ta xem đau ở chân sau ấy ạ phiền ông xem giúp cho cháu sói mừng rơn mon men lại phía sau định lựa miếng đớp sâu vào đùi ngựa cho ngựa hết đường chạy ngựa nhón nhón chân sau vờ rên rỉ thấy sói đang cúi xuống đúng tầm nó tung vó đá một cú trời dáng làm sói ngã bật ngửa bốn cẳng hua giữa trời kính vỡ tan mũ văng ra câu chuyện đến đây là kết thúc rồi thật đáng đời cho tên sói hung ác. Hôm nay, cô trò mình đã cùng nhau kể lại câu chuyện bác sĩ sói. Vậy, các con có biết câu chuyện bác sĩ sói muốn khuyên chúng ta điều gì không? Câu chuyện muốn khuyên chúng ta trong cuộc sống phải biết bình tĩnh, biết dùng sự thông minh, mưu mẹo để xử lý tình huống, không nên có tính gian xảo, lừa gạt mọi người. Các con nhớ về nhà tập kể lại câu chuyện này nhé. Lưu ý rằng khi kể chuyện, chúng ta phải kể đủ ý, đúng trình tự, biết kể bằng lời của mình, giọng kể tự nhiên, biết phối hợp lời kể với điệu bộ, cử chỉ, nét mặt. Bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô hy vọng rằng các con sẽ luyện tập kể câu chuyện này thật tốt để kể cho người thân của chúng ta nghe nhé xin chúc các con học sinh thân yêu chăm ngoan học giỏi hẹn gặp lại các con trong các tiết học sau